Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở ngày hôm nay có gương người tốt việc tốt, anh Nghị năng động trong phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình là phóng sự Sông Mã hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên địa bàn xã Trường Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có nhiều mô hình phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi lợn trồng cây ăn quả trên diện tích đất đồi của gia đình anh Lê Thanh Nghị ở bản Tân Tiến, xã Trường Sơ, huyện Sông Mã. Bước đầu đã đem lại hiệu quả, mở ra hướng đi trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi lợn quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, gia đình anh Lê Thanh Nghị, bản Tân Tiến, xã Trường Sơ đã vươn lên trở thành một trong những hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Với bản chất cần cù, chịu khó, vào năm 2019-2020, từ lợi thế đất đai của gia đình, anh Lê Thanh Nghị bắt đầu mở hướng làm ăn bằng hình thức chăn nuôi lợn. Hiện nay, quy mô trại lợn của gia đình anh lúc nào cũng từ 10 con lợn nái và khoảng 100 con lợn thịt. Nuôi lợn theo hướng công nghiệp vẫn được giá hơn so với nuôi bộ như trước kia. Con lợn khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh, tăng trọng nhanh, tỷ lệ thịt rẻ nhiều, được thương lái chọn mua. Để chăn nuôi lợn phát triển ổn định, ít bị dịch bệnh, anh Nghị đã đầu tư hệ thống làm mát và khử mùi. Ngoài ra, anh còn luôn tìm tòi học hỏi từ những người đi trước về kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do xã, huyện tổ chức. Mặt khác, phải chủ động trong việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, có quy trình chăn nuôi hợp lý, đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Trung bình mỗi năm gia đình anh xuất ra thị trường từ 10 đến 12 tấn lợn. Đầu tiên thì cũng đi học hỏi và sau đó xây dựng cái hệ thống trại chăn nuôi để tạo việc, thứ nhất là tạo việc làm cho chính gia đình nhà mình. Thứ hai nữa là thay đổi cái hệ thống lao động sản xuất của công an việc làm của cái cá nhân gia đình nhà mình. Thì sau qua quá trình xây dựng thì nói chung là chăn nuôi thì mình cũng thấy là được cái là nó cũng là tính hiệu quả nó cũng có. Không chỉ phát triển chăn nuôi lợn, anh Nghị cùng với vợ và con chăm sóc 1 ha diện tích trồng nhãn ghép với 150 cây nhãn. Anh tận dụng phân chuồng bón cho cây, vì vậy vườn nhãn của gia đình anh năm nào cũng sai quả. Vụ nhãn năm 2022, do ảnh hưởng của thời tiết, gia đình anh chỉ thu được 4 tấn. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội nông dân bản Tân Tiến, xã Trường Sơ, anh Nghị luôn tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi lợn, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho hội viên nông dân trong bản, với mong muốn giúp hội viên cùng nhau phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống. Tôi thì theo như cảm nhận riêng của tôi thì tôi thấy đồng chí Nghị là một đồng chí rất chi là năng nổ trong công việc của mình, là thường xuyên giúp đỡ bà con khi bà con gặp các vấn đề khó khăn như về trong cách trồng trọt hay chăn nuôi thì đồng chí là thường xuyên chia sẻ rồi dạy bảo những điều mà bà con chưa biết, bà con muốn biết thì đồng chí thường xuyên chia sẻ rất chi là nhiệt tình, không nề hà khó khăn, ngại ngùng vấn đề gì cả. Nhờ phát triển nuôi lợn, trồng cây ăn quả, gia đình anh Lê Thanh Nghị đã vươn lên thành hộ khá của bản. Sau khi trừ chi phí, một năm gia đình anh thu về 150 đến 200 triệu đồng trên một năm. Hiện nay gia đình anh Nghị đang thuê thợ để xây dựng ngôi nhà khang trang mà vợ chồng anh ấp ủ bao năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân gia đình, là một chi hội trưởng hội nông dân, anh Nghị luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn xã thì rất là nhiều mô hình, thì hiện nay thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mô hình phát triển kinh tế của hộ nhà anh Nghị. Thì hộ anh Nghị thì là chi hội trưởng chi hội nông dân bản, thì anh cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động hội viên đấy thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Thì đối với bản thân anh Nghị thì anh Nghị cũng rất là tích cực trong cái phong trào thi đua sản xuất. Thì anh cũng đã xây dựng được cái mô hình là chăn nuôi lợn khép kín. Thì hiện tại cái mô hình của anh là phát triển rất là tốt.
Những thành quả đạt được hôm nay của anh Lê Thành Nghị thật đáng trân trọng, xứng đáng là tấm gương sáng để các hội viên nông dân trong bản cũng như trong xã học tập noi theo. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025, huyện ủy Sông Mã đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai đến các đảng bộ trên địa bàn huyện. Tính đến cuối tháng 8, Đảng bộ huyện Sông Mã đã tổ chức xong 100% đại hội chi bộ điểm cấp cơ sở, tạo tiền đề để tổ chức đại hội ở các chi bộ. Là chi bộ được Đảng ủy cơ quan khối chính quyền huyện lựa chọn để tổ chức đại hội điểm, sau khi chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, văn kiện và cơ sở vật chất, ngày 16 tháng 8 năm 2022, chi bộ Trung tâm Truyền thông Văn hóa Sông Mã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2025. Trong nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Sông Mã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thì chi bộ Trung tâm Truyền thông Văn hóa đã triển khai chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025, tập trung vào một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là xây dựng kế hoạch để quán triệt và triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền cũng như tổ chức các bước chuẩn bị theo quy định. Hai là xây dựng phương án nhân sự và thực hiện các bước chuẩn bị nhân sự để trình Đảng ủy khối cho ý kiến về phương án nhân sự của chi bộ. Ba là chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình tại đại hội, đảm bảo theo hướng dẫn, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, từng bộ phận, chuẩn bị chu đáo, điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết để đảm bảo đại hội diễn ra trang trọng, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Với tinh thần quyết tâm tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm, tạo điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở Đại Trà, chi bộ tổ dân phố 4 đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tiến hành đại hội. Từ khâu nhân sự, văn kiện đại hội cho đến việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí trong đại hội, chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, thời gian tổ chức đại hội cho đến việc bầu các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội đã được chi bộ tổ dân phố 4 chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, quy định. Do được tuyên truyền và quán triệt từ trước nên 100% đại biểu được triệu tập đều có mặt tại đại hội đúng giờ, trang phục phù hợp. Đại biểu về dự đại hội chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội và thực hiện theo sự điều hành của đoàn chủ tịch. Về các cái nội dung, các cái trình tự thì đại hội đã thực hiện đúng theo quy trình thủ tục đại hội chi bộ. Đảng bộ thị trấn Sông Mã có 11 chi bộ trực thuộc với 596 đảng viên. Sau khi tổ chức xong đại hội điểm, Đảng bộ thị trấn cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm để việc triển khai tổ chức tốt các đại hội sau. Và ngay sau đại hội điểm thì Đảng ủy thị trấn Sông Mã cũng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đến các chi bộ còn lại. Nội dung rút kinh nghiệm thì tập trung vào cái công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cơ sở vật chất khác, tập trung vào công tác tổ chức và điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đại hội và các tổ chức điều hành giúp việc của đại hội, chương trình, kịch bản của đại hội. Đảng ủy thị trấn Sông Mã đã thành lập 3 tổ công tác để chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ còn lại để chuẩn bị và các văn kiện và nhân sự phục vụ tổ chức đại hội trong thời gian tới. Tính đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022, 25 chi bộ thuộc 24 đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Sông Mã đã tổ chức xong đại hội chi bộ điểm đạt 100%. Nhìn chung, đại hội chi bộ điểm trực thuộc Đảng bộ cơ sở được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.
cấp ủy cơ sở đã chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ điểm, rút kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tập trung chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên và phân công cán bộ cùng chi bộ chuẩn bị và dự đại hội nên đạt kết quả tốt. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc và được đưa ra thảo luận đóng góp dân chủ. Công tác giới thiệu nhân sự đại hội và tiến hành bầu cử ban chi ủy, bí thư, phó bí thư đảm bảo đúng quy trình, quy định, quy chế bầu cử trong đảng. Công tác tuyên truyền về đại hội được quan tâm thực hiện tốt, gắn với việc phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội. Đến nay không có đơn thư khiếu nại về nhân sự, quy trình tổ chức đại hội tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong huyện. Theo kế hoạch, việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc huyện ủy Sông Mã sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2022. Các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và các chi ủy viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, là người có trình độ năng lực, tạo được mối quan hệ đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Chú trọng thực hiện chủ trương phấn đấu bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng dân phố. Đối với 17 xã thực hiện sáp nhập bản, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu sau khi có nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, Đảng ủy các xã chỉ đạo thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập chi bộ, không thành lập chi bộ mới và chỉ định chi ủy và chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ để chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo các cái nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở. Trong đó có tập trung chỉ đạo các đảng ủy là phải tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà. Trong quá trình tổ chức đại hội điểm thì Ban Thường vụ có phân công giao nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các xã, thị trấn và các cái đảng ủy xuống để dự, theo dõi và tham gia rút kinh nghiệm đối với các chi bộ đại hội điểm để tổ chức đại hội đại trà. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc các đảng ủy thì Ban Thường vụ ủy đã xem xét và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với lại tất cả các cái nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia ban chi ủy bầu bí thư, phó bí thư chi bộ. Và tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 thì Ban Thường vụ ủy đã kết luận cho 100% các đồng chí dự kiến giới thiệu tham gia vào ban chi ủy bầu bí thư và phó bí thư các chi bộ. Và thời gian chúng tôi đang chỉ đạo là hết quý 4 của năm 2022 sẽ hoàn thành 100% các chi bộ đại hội xong. Đối với các cái chi bộ mà đại hội điểm trong thời gian vừa qua, qua theo dõi đánh giá của chúng tôi là đã được các đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội rất là nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo các cái quy trình và những cái nhân sự mà giới thiệu tham gia đều đạt theo yêu cầu và đúng cái định hướng của đảng ủy các xã, thị trấn. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của toàn đảng bộ trên cơ sở thành công của các đại hội chi bộ điểm, 100% đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy trên địa bàn huyện Sông Mã sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy định thời gian, từ đó bầu ra được đội ngũ đứng đầu cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiếp tục khẳng định tốt vai trò lãnh đạo của đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.